canh Long Thương nha. Quay bánh canh Long Thương cho mọi người coi. Thấy chưa? Thấy thịt bánh canh Long Thương không? Trời ơi, nó đông. Mấy ông bà kêu đồ phải đây. Đó. Chán mấy ông bà chưa? Bánh canh Long Thương nha. Đó, cho mọi người coi. Qua đây là coi cái lượng xe mà những người dân đi ăn đồ thực phẩm này nọ là sao nha. Đó. Quay sơ cho mọi người coi cái bánh canh Long đó, bánh canh Long Hương nha mọi người. Cái này mấy chú ba nhà ta đó, mấy chú ba nhà ta thường lên mà xuyên tạc á, sao cho anh Hoàng Hoàng đó tức quá mà mấy chú ba mà cứ xuyên tạc là đi bánh canh cái gì Việt Nam thực phẩm độc hại, đúng không? An toàn là thực phẩm bẩn không à. Thì em đi đây là ghé cái bánh canh Long Hương ở chỗ bà Rẹ, đúng không? Ghé bánh canh Long Hương chỗ bà Rẹ để quay sơ cho mọi người xem là coi thực phẩm độc hại kiểu gì mà sao mà dân nó đổ đi nó ăn dữ quá. Không biết nữa. Ủa chiếc này chiếc gì ông Hoàng Hoàng biết không? Chiếc màu xanh xanh này nè. Chắc không biết rồi. Thôi mấy ông ba cụ không biết xe đó xe gì đâu. Hỏi như không à. Này phải hỏi mấy chú ba bên kia thì mấy chú ba bên kia biết. Chứ còn mấy chú ba cụ thì chắc cũng không biết đâu. Đúng không? Mấy chú ba cụ làm mềm gì biết mấy xe này xe gì. Đó. Dân gì đâu mà khùng điên tới giờ này đổ đi ăn ba cái thực phẩm độc hại. Có kìa. Đó. Khổ vậy á. Thấy không? Đó. Chào thơ cánh. Đây nè. Cho mấy người nhớ mấy bánh này không nè. Đó. Ai đã từng ở Việt Nam, từng về quê là nhớ mấy bánh này nha. Nha. Đó. Biết không? Biết cái này gì không? Đó. Đây nè. À, bánh khoai mì nướng nha. Bánh khoai mì nướng. Được không? Chuối nướng. Đây, đó. Thấy chưa? Cái này bán sao cô? À chuối 35 ngàn chục em. Còn bánh khoai mì 25 ngàn chục. Bánh khoai mì 25 ngàn chục à. Lấy chục bánh khoai mì đi. Đó. Đó. Mọi người thấy mấy cái thằng đó nó khốn nạn không? Đó, đi nó bà con người ta buôn bán vậy mà nó kêu bà con người ta buôn bán đồ ăn độc hại bà mẹ tụi nó. Thấy chưa? Mình phải vạch mặt tụi nó như vậy nè. Đó tụi nó mới biết được. Đây, mình gửi. Nè mọi người nha. 25 ngàn một chục cái nha, bánh khoai mì nướng nha. Ủng hộ bà con nè, thấy chưa? À, không như những cái luận điệu xuyên tạc của bên ba que á, ngoại thấy không? Bên ba que xỏ lá nó đi nó tuyên truyền, nó nói là Việt Nam mình giờ mình ăn đồ độc đồ ghê không à. Lóc cá vậy đó. Đó giờ phải đi qua trực tiếp về cho nó thấy, cho mọi người thấy. Thấy không? Còn cái này bánh là bánh một lần trứng muối nha. Khổ quá coi kìa. Không có đúc đầu đổ ùn ùn xách xe đi ăn chi không biết cho nó khổ nắng nôi gì nè. Thấy không? Đó, đổ nhau đi ăn chán ghê á. Rồi vô đây mình coi mọi người cái lượng người hôm nay ăn là sao mọi người thấy không? Đó. Nha. Đây đó, thấy chưa? Quay sơ sơ thôi đó. Spicy à nha. Sơ sơ vậy thôi nha, khoai nha.